mỗi chiều khu chiến mưa sụp sùi, nhìn trong lòng dày nét quen xưa nghiêng đầu gáy, nó đi nhưng còn đây. Một lốm trai đi nhìn sau theo dấu chân đi vào thiên lý, biết bao người xong nợ sương mong chưa trở về. Người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai. Tay hai đứa cùng vội ngồi, ngày mai nó tôi trên cửa cuộc đời, dặn nhau gắng vui dù cho vành môi sẽ khô mây cũng mỉm cười. Vâng, đấy thì vừa rồi các bác nghe qua một đoạn chất âm đến từ con 7 rưỡi kìa nhá. Đấy, con này thì hôm nay bác nào mà chốt thì em tặng kèm các bác luôn một cái dây điện thoại này, một dây điện thoại nhá. Tặng bác một cái dây điện thoại này, một cái đổi nguồn. Đấy. Tại sao lại tặng như này? Bởi vì là về ví dụ như các bác mà mua dây điện thoại nhá, không biết mua rồi mua những cái dây vớ vẩn đến lúc mà cái đầu 3.5 này mình cắm ra cắm vào rồi lúc mà nó lại cháy mất điện thoại. Đấy. Mua nhiều bác rồi rất là hỏng hay hỏng sân điện thoại, bởi vì là do mua phải dây nó không tốt cho lắm đấy. Còn ở đây em lấy cái dây này thì nói chung là cũng được rất là nhiều khách hàng em dùng rồi và cảm thấy ok đấy. Thì cái gì mà khách em dùng thấy ok mà dùng được cảm thấy mà được tốt thì em sẽ bán cho các bác đấy. Còn nói chung thì cái đồ điện tử thì nó cũng xác suất quá chứ không phải là cái gì nó hoàn thiện 100% được. Bởi vì ví dụ nhá, bây giờ em bán cho các bác ở đây như này nhưng về các bác không ai các bác không cắm vào cái đổi nguồn này mà các bác lại cắm thẳng 220 thì nó cháy ngay đúng không ạ? Cái đấy thì nó còn đồ điện tử này nó còn phải phụ thuộc vào người dùng nữa cơ. Đấy, thế nên là bền hay không bền phải ở các bác, được chưa? Đấy, cắm cứ cắm đổi đúng đổi nguồn cho em mà được nhá. Điện 100 là được. Đấy thì về cái 7 gig này thì giá là để các bác là 950. Đấy là tặng có cái dây điện thoại với cả cái đổi nguồn nhá. Đấy, tặng điện thoại tặng đổi nguồn. Đấy, còn CD MD coi như em bỏ qua luôn nhá. Đấy, CD MD là hàng ba hàng cũ về các bác cần thì về tự kiểm tra tự vệ sinh cái mắt nhá. Đấy, nó chạy được thì dùng là ngon, được chưa? Đấy, còn ở đây em bán là không CD không MD nhá, để cho nó nhanh. Bán chủ yếu về các bác cắm điện thoại là chính. Đấy, chạy tắt qua đường nha, anh chủ vòng qua đây bây giờ. Xe nó vẫn lên đỏ. Đấy. Đấy thì hai bảo đi lấy cơm với nước ra muộn quá đấy, đi mua trứng rán. Đấy thì các bác cắm đường súp này thì bác làm ví dụ ghép thêm loa ở đây này thì có thể cắm thêm đường súp đây nhá. Đấy. Cầu loa ở đây thì các bác ví dụ mà cần mà ghép loa vào thì đây, ghép vào đây xong rồi ví dụ có đường súp đây thì các bác là cần để trầm thì cắm đường súp vào đây cũng được nhá. Đấy, quang con này thì nó là quang ao nhá, không có quang in. Về anh em các bác cắm điện thoại dùng là chính thôi. Hàng sản xuất tại Nhật luôn nhá. Đấy, giá là 950, tặng nguồn tặng dây điện thoại. Bác nào mà chốt con này thì alo cho em nhá, qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. Đấy. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nhá. Con này thì về có cứ ghép cho em những cái loa của Onkyo nhá, bát 14, 15 đấy, hay là 13 cũng được. Còn đây thì em đang đánh cái cặp Z710V này, này cặp Violer này, dòng 2 bát này, 2 bát 1 tép này, đấy, đang đánh cặp này. Đấy. Nói chung thì cái này ghép thì các bác phải tính toán công suất nhá, làm sao cho hợp lý nhá, chứ không phải là thích cứ ghép. Vì các bác đánh một đôi bát 30 full thì cũng mà toi ngay đúng không ạ? Nên là ghép nó phải cân đối nhá. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một
đêm gió mưa nhiều. Lời đầu ta rót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi. Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nhé xin quên đi ngày. Cuộc vui ngày nào toàn câu gian dối tôi mà...